Xin chào toàn thể anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của DubaiCare. Rất cảm ơn anh chị trong thời gian vừa rồi đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với DubaiCare nhà em. Trong các cái video trước em đã lên cho anh chị về một cái dòng sản phẩm, đó chính là màn Odo cho VF3. Và video này em sẽ mang đến cho anh chị thêm một dòng sản phẩm công nghệ nữa hỗ trợ anh chị trong quá trình anh chị vận hành xe một cách cực kỳ là hữu ích luôn nhá. Nào, cùng theo em nào. Vâng, và đây là dòng sản phẩm camera 360 dành riêng cho VF3 nhá anh chị em. Như anh chị em có thể nhìn thấy ở trên màn hình chính của VF3, đây là giao diện hiển thị. Đó, đây là giao diện hiển thị của bộ camera 360 đây anh chị ơi. Đây, đây là chế độ xem 3D này. Đấy, anh chị có thể thấy. Thì đây là chế độ nhìn phía trước này. Ngoài ra, khi mà anh chị muốn nhìn góc rộng hơn thì có thể kích thêm một lần nữa vào đây. Đó, là cái góc nhìn của anh chị sẽ rộng hơn và dễ dàng quan sát mọi thứ hơn. Ở phía sau đây, anh chị cũng kích thêm một lần nữa là cũng nhìn được bao quát xung quanh nó rõ ràng hơn, nó nhiều chi tiết hơn. Đó, đây là phía cam cặp lề này. Đây, anh em đang ở bên ngoài để hoàn thiện nốt cái phần đề can cam cặp lề bên phải đây. Và đây là cam lùi và kết hợp với cam cặp lề phía bên này, phía bên trái. Kích một lần nữa là nó sẽ hiển thị cam lùi và cam cặp lề bên phải. Ở đây là tính năng nhìn từ trên xuống này và hai bên cặp lề phía trước. Ở đây là hai bên cặp lề góc rộng. Còn đây là hai bên cặp lề phía sau. Đó. Như anh chị đã biết thì VF3 là một dòng xe cũng khá là nhỏ gọn, phù hợp để đi trong phố và ngõ ngách. Thế thì việc lắp thêm cái bộ camera 360 này vào để làm gì? Hỗ trợ cho những chị em hoặc là những anh em nào mà tay này yếu ấy, thì căn đường nó sẽ dễ hơn, rồi là lùi chuồng nó sẽ dễ dàng hơn này. Sản phẩm camera 360 dành cho VF3 này hiện tại đang được phân phối và lắp đặt trực tiếp tại cửa hàng DubaiCare nhà em. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm này có thể để lại bình luận hoặc liên hệ với đường dây hotline em để phía dưới phần mô tả. Hoặc anh chị có thể đến trực tiếp với cửa hàng DubaiCare nhà em tại địa chỉ số 68 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội để trải nghiệm sản phẩm và xem là có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của anh chị hay không nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!